Theo thông tin từ Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, việc thương mại hóa giống cây trồng biến đổi gen trong nước có thể thực hiện sớm nhất vào cuối năm nay. Viện Di truyền Nông nghiệp cho biết Việt Nam sẽ tiến hành công nhận giống cây trồng biến đổi gen sớm nhất việc thương mại hóa có thể xảy ra vào cuối năm nay. Theo cơ quan dịch vụ quốc tế về khuyến khích ứng dụng công nghệ sinh học nông nghiệp ISAAA, phân tích tổng hợp toàn cầu về tác động của cây trồng biến đổi gen hay còn gọi là cây trồng công nghệ sinh học trong 20 năm, từ năm 1995 đến năm 2014 cho thấy, cây trồng công nghệ sinh học giúp tăng 22% sản lượng, giảm 37% sử dụng thuốc trừ sâu, nhờ đó tăng 68% lợi nhuận cho nông dân. Năm 2014 là năm thứ 19 cây trồng công nghệ sinh học được đưa ra thương mại hóa thành công. Cây trồng công nghệ sinh học được canh tác tại 28 nước với tổng diện tích đạt 181,5 triệu hectare, gấp hơn 100 lần so với năm đầu tiên được trồng.